bắt đầu. Đài Nam Tổ Hùng Vương. Đứng lại mang con ham á. Đấy là lần đầu tiên vào bản Dánh Tài Đài Nam. Đấy. Chúng ta vẫn phải trực tiếp không? Tôi cảm thấy nó mạnh mẽ rồi. Chụp cá với thằng này. Về chụp cá với thằng nữa. Dặn thì buồn đi. Đây. Chụp phải chụp. Quay chụp Đài Nam này chụp cái gì? Quay hả? Lấy ba mới xem không? Mình cái mang hai
Bạch Thịnh đứng xem, thằng Hà Văn đứng xem, Lê Công Thắng đây, thằng vào đây, thằng vào lại không? Đây, đây là Lê Công Thắng. Vâng, xin cảm ơn anh. Thằng ra, thằng ra đứng xem. Ngày xưa cái ông Nhật Bản ông làm mỗi cái cầu bé tí qua cái sông ở chỗ Hội An bé tí đang sửa đấy anh ạ, đang sửa đấy và cứ lưu giữ mãi từ thế kỷ nọ sang thế kỷ cái cầu to này. Đâu thì cuối con chó con gái. Các bác chụp cái bàn tấm hình đi, tại gia đình tấm đi, có 60.000 này, bao đẹp luôn. Chủ đẹp quá. Hôm nay con gái chụp cho cả nhà tấm này. Nắm ra bây giờ là Hà Nội thôi. Năm ngoái cũng là cành lá. Thank you.
đây con gái này. Nó lấy chồng chưa? Con học rồi. Con tình nó ở ngoài đây. Thật ra ở nhà mình ngoài ngoài đấy, nhưng đi thì cứ là con mua mình vẫn còn quên này. Nhưng mà cái tuổi này thì có cái là bất chắc, cái là đi kiên định thế, nên cái tiểu như thôi, cái đứa xưa ra mà cũng chuẩn bị tiểu nước. Đây là vào có câu châm ngôn: lấy vật chất làm của sẽ rời xa ta, lấy phúc đức làm của theo ta vãn đời. Chim này, con chim ăn này. Ông này ở quần ông suốt này. À rồi. Vàng luôn. Màu vàng. Ở đây trông cả đẹp không? Ừ. Để cho sạch sẽ đó. Ừ. Vào trong đền
đẹp ghê. Câu thơ các dòng họ Việt Nam. Đây họ Lê đây. Đây cũng mấy họ Lê Quốc, Lê Cung, giờ Lê Không. Đây này Lê Không cái này. Họ nghĩa là có bao nhiêu dân tộc, có bao nhiêu dân tộc đấy. Thân tai thổ địa. Thank you.
trả đâu? Và tướng là trả đấy, trả, trả thật. Đây đây đây. Trả. Nó có cái không? Thực là con siêu tự hoài. Đây là trung tâm. Đây là ông nuôi yến này một năm ông thu hoạch yến ăn được. Đại sơn yến ngự chủ hành sơn là năm cái quần núi này ông đắp yến tàu hết yến là cái hay yến bãi đây thôi yến đây đây ra ông thú chiếm tiền đó nói chứ lại lắm cái này chuyện này nó hết cho về thì ăn tàu rồi câu quả chín vàng ké chín hái hoa gì du lịch Sài Gòn, đây là khu du lịch Đài Nam của Ba Phương Hằng. Bà Phương Hằng, ông Dũng là vôi, vợ chồng ông bà ông Dũng là vôi. Hiện nay là cái chỗ này là nắm dày núi Ngũ Hành Sơn, từ Tào núi Yến Cơ Tỵ. Đấy, ông bà núi Yến đấy. Nước rực nước lên mát kìa. Mát nước mát lắm. Rồi rồi. Nó trâu chúng mình cũng phải chứ không mà nhân tàu ấy là có cảnh đúng hết. Đúng rồi đúng rồi. Không cho nó tính à? Có rất nhiều fan ủng hộ nhưng mà có rất nhiều tức là đối ngược nhiều hữu ngược kiểu. Anh ai em fan hâm mộ của hâm. Tùy thôi không ai cấm cả. Ai ủng hộ thì cứ ủng. Đúng rồi, cái này tùy thôi. Nói chung là mình quan điểm như thế này. Là anh theo ai? Không biết mình cảm thấy cái gì. Đồng đó, đồng luôn. Đến để tham quan giải trí thì mình đi đúng rồi. Còn tôi không để ý đến việc chính trị đúng rồi. Quan điểm gì đâu anh nhận thức anh hiểu thế nào anh thích thế nào tôi nhận tôi không phải anh nhìn đấy có khu du lịch tôi muốn đến tham quan
cái đoàn này rất là kẻ thống hơi, kẻ thống hơi.